và đồng thời cái nạn vị lai sau này là mình cũng không có dính mắc quý cô bác. Mà cái nạn hiện tại hiện giờ, cái nạn nó nhỏ thôi quý vị, gọi là tiểu nạn á, nhưng mà cái nạn tai á, đại nạn sau này bà không có hết được quý vị à. Cái cảnh ta bà khổ này đó hen, sau những đến đúng cái thời kỳ rồi đó hen, là cái nạn mình tả học có hết được đó quý vị, gọi là tam tai bát nạn á, tức là phong tai, thủy tai và quả tai đó, coi như là phong tai gió nhà cửa không còn. Nhưng mà hiện giờ mình có chứng kiến vô quý cô bác, có rồi đó, có rồi. Đây là con nói lớp qua thôi. Bài qua cái pháp môn tu tịnh độ thì vừa rồi đó anh Năm Tiếp cũng có bài qua, có nghĩa là tu cầu thuận gió và mưa, an và nhân vật, cái phước thừa trời ban. Còn á là cháu muốn nhấn mạnh về cái pháp tu tịnh độ để rồi cho chúng ta thực hành, để sau này chúng ta mới giải thoát được quý cô bác. Mà điều này Đức Thầy cho biết là về cực lạc mới là hết khổ nha quý vị. Về cực lạc mới là hết khổ. Còn ở đây cái cảnh này là cảnh khổ về quý vị à. Đức Thầy cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui mới tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh nó sen báo nạt mùi, nào ai rõ cái vui thiệt đáo. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây mình đâu có biết được cảnh giới cực lạc là nó vui vẻ như thế nào, phải không quý cô? Đâu có biết đâu. Nhưng mà hôm nay mình có duyên với Đức Thầy, Thầy giới thiệu ở cảnh giới cực lạc á, ở trển sướng lắm con, ở trển là cuộc y thực muốn chi đủ thứ á con à. Còn ở đây muốn ăn là phải lam lũ, muốn ăn là phải bươi chải, khổ lắm. Vì đã nói Thầy nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, khổ lắm quý cô bác. Quý cô bác mình có cảm nhận được sự khổ cõi này không quý vị? Có không? Có. Mô Di Đà Phật, cõi này thấy vậy đó nha. Đừng nói là mình có tiền nhiều, có là xe tàu ngựa xe rồi nhà cửa, coi như là con ngoan vợ đẹp gì đó mình cho là sung sướng, không có đâu. Đức Phật cho là khổ hết quý vị à. Vì lẽ đó đáng tu tịnh đạo nghe. Vậy thì hôm nay đệ lên đây chia sẻ bốn câu là lòng sáu chữ nhớ không con ngớt. Thưa quý cô bác, chữ lòng ở đây là gì? Cái nghĩa của chữ lòng đó là chữ tâm mà có chữ lòng quý cô bác. Chữ tâm nghĩa là lòng, mà hôm nay Thầy nói bạch văn, lòng có nghĩa là trong tâm của mình, trong lòng của mình. Sáu chữ là Nam Mô A Di Đà Phật mà Thầy dạy sao quý vị? Là nhớ không có ngớt, có nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Quý cô bác mình ở đây có nhớ hoài không nè? Còn hỏi quý vị mình, nhất là mấy cô bác lớn tuổi nha, Nam Mô A Di Đà Phật, cô có nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không? Nếu mà cô mà không nhớ thường xuyên á, hôm nay con lên trình bày cố gắng về nhớ cái đệ út ở Đồng Tháp á, nhắc á là cố gắng nhớ niệm Phật cho nhiều nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy dạy cái điều này là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, có nghĩa là niệm hoài, coi như là đi đứng nằm ngồi gán niệm chứ quên không, đợi về thời khắc cách. Có nghĩa là cái pháp tu tịnh độ này trăm người tu trăm người đắc, vạn người tu vạn người đắc. Quý cô bác phải có lòng tin vậy nghe. Như anh Nam nãy trình bày vậy đó, là coi như là cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi ăn dưỡng, chỉ một kiếp, chỉ là có một kiếp thôi cô bác. Cái pháp môn này trong thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Pháp là vua các pháp, là dễ tu và dễ đắc. Quý cô bác mình có thấy dễ không? Ở đây quý vị nào mà thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khó không? Đâu có khó đâu ha quý vị, rất dễ. Nam Mô A Di Đà Phật chỉ sáu chữ thôi mà được giải thoát. Thấy ra có pháp nào tu dễ không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật dễ lắm, dễ. Vậy thì hôm nay mình ráng tin Thầy nghe, ráng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe. Con hôm nay lên đây muốn sao cho nhắc nhở cô bác mình niệm Phật cho nhiều rồi mình phải nhớ cái pháp môn tịnh độ. Đặt thí dụ ở nhà mình không có niệm thường xuyên, nhớ đến cái ngày 14 này nè, cái ngày 14 là cái máy đạo tràng tại nơi cái điểm này tụ hội lại đây để chi? Để đây đó, Thầy nói là rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên Nam Mô A Di Đà Phật. Mình gớm vậy đấy, đặng chi? Đặng mình niệm Phật, đặng sau này Thầy nói là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàng. Quý cô bác mình có thấy vui không? Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đến chừng đó mà cô này cô kia cô nọ, hay là chị này chị kia kia nọ đồng bay về cực lạc hết trơn, vui lắm quý vị à. Phải cố gắng hành tịnh độ nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình khó kiếm được thân người lắm,
hôm nay cố gắng nghe Nam Mô Di Đà Phật, cáo lên đây nhắn về pháp môn tịnh độ để chi? Để cho quý cô bác mình tráng thực hành. Dễ lắm, ở nhà đó coi như là đi đứng nằm ngồi, Đức Thầy dạy là tráng niệm chớ quên, không đợi gì thực khách. Quý cô bác mình có thấy dễ không? Đâu có cần là phải là thời khắc gì. Đi Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, đứng Nam Mô A Di Đà Phật, nằm Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy dễ không anh Nghĩa? Dễ hiểu luôn, có gì đâu mà khó tu đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, cái pháp môn tịnh độ nó dễ gì đó, nó không khó. Nhưng mà nói cho quý cô bác mình biết, đó là công đức vô lượng. Đó, vì trong cái thời gian này không có pháp nào tu nhanh bằng tịnh độ. Nói vậy đó, vì để đó Thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, dạy mình là phải lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng, đem vào lòng, chứ không phải đợi thời cúng mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe quý vị, không phải là đợi vô thời cúng xá cầm cây hương xá mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Coi như là Thầy dạy mình đi đứng nằm ngồi tráng niệm chứ quên, không đợi gì thật khác. Có nghĩa là lúc nào cũng nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý cô bác mà nếu tu được vậy, con dám tin chắc rằng không có một vị nào không giải thoát. Quý cô bác mình có tin không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tin cho con tài pháo thai nữa đi. 100% dạng người tu dạng người đắc, tâm người tu dạng tâm người đắc. Mà tại mình không cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật có cái gì? Cố gắng nghe. Hôm nay á, nói sao mà pháp môn tịnh độ tu dễ quá. Cháu đàn lên đây á, nghe trình bày sao mà nghe dễ hiểu. Không, mà nó dễ gì đó quý vị. Vì lẽ là dễ tu. Bây giờ nè, con nói nè, quý vị nào mà muốn thành đạt về công danh đó hen, là phải cần đi thi lấy một cái bằng, rồi á, vô mới làm giám đốc kỹ sư được. Nhưng mà hôm nay cái bằng này đó là không còn sanh luân hồi sanh tử. Cái bằng này được giải thoát đó chỉ là có biết nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thấy dễ không? Đàn ơi, con nói sao mà dễ hiểu, ý gan mà lấy tiền mở trong túi móc ra để xài dễ vậy đó. Quý cô bác mình có ham á, hành tịnh độ không? Nam Mô A Di Đà Phật, con nghe con ham dữ lắm luôn đó. Lúc nào con cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Một chút nữa để bàn tới lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, cái chỗ này đó thì nắng tay cũng thoát như không quý vị. Đó là cái pháp môn tịnh độ nó ứng nghiệm hiện tại, không đợi gì giải thoát mới ứng nghiệm quý cô bác. Nói vậy đó, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nắng tay cũng thoát như không. Có nghĩa là lúc nào mình cũng đi đứng nằm ngồi. Đặt ví dụ, cái nghiệp của mình tạo hồi quá khứ quá nhiều nghe, coi như là mình gieo quá nặng. Nhưng mà hôm nay mình nhớ là cái pháp môn tịnh độ Đức Thầy dạy mình là tín đồ của Thầy, Thầy dạy niệm làm sao vậy đó là nạn tai thoát khỏi. Rồi cô bác ráng thực hành đi. Vừa rồi đó con nói cho quý cô bác mình biết về cái cuộc đời của con mới đây thôi. Tức là cháu đi trên Hồng Ngự chung một đoàn xe với anh em đó nghe. Trong khi đó đi 7-8 chiếc là từ cái đoạn đường Hồng Ngự về là tới thành phố Cao Lãnh của mình. Thì cháu đang chạy coi như là chạy với cái tốc độ cũng là trên 40 cây số giờ quý cô bác, cũng không chậm mà không nhanh quá, nó cũng trung trung. Nhưng mà nếu có sự cố là chết rồi nha, bị bốn mấy cây. Thì giác này có một cái đứa em á, chạy ngược chiều với cháu á. Coi như là em nó đang chạy ở trong lề, chạy ngược chiều mà em nó chạy trong lề, nhưng mà có cái ổ gà cũng lớn quý vị, coi như là bằng cái thúng dạ gì đó. Nhưng mà mưa cái động nước đi, rồi rong rêu nó đóng nhớt lắm nghe. Cái em mới nói là chạy ngang vũng nước là sợ nó chợt nó té đi. Thì bắt đầu em mới lách cho tránh cái vũng nước mà lách ra lộ quý cô bác. Thì vừa lách ra lộ rồi cái xe hả nó lật ngang. Thì em mới té nằm lật ngang, mà trong khi đó cháu đang chạy pho vậy đó. Mà cái chớn chạy là 40 mấy cây số giờ quý vị. Thì cái bên khoảng 6 mét cháu làm sao đây mà dắt nó nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không ạ? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật miễn lên xe cháu tập đó. Từ khi mà cháu biết về cái pháp môn tịnh độ này đó, tức là biết được cái đạo, tin lời Thầy, lúc nào đó cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu thấy cái xe nó nằm ngang rồi, giác đó mình tính sao đây? Niệm Phật mà nhưng trong lòng không biết tính vậy. Giác đó mới kênh cái tay lại tự nhiên à. Cái cảm giác của mình tự nhiên cái kênh cái tay lại. Rồi bắt đầu cháu mới thắng hết mình. Rồi dẫn niệm Phật bình thản, bắt đầu vuốt một cái đùng vô ngay chiếc xe luôn đó quý vị. Thì chở bà xã sau lưng. Thì giác đó hai vợ chồng mới lật ra, mà giác đó cháu mới lật ra ngoài cái lỗ xe, còn bà xã lật vô trong.
Nếu mà mình không niệm Phật đó nha, không nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, coi chừng là cái xe tải nó chạy tới đó. Nam Mô A Di Đà Phật, con nói thật quý cô bác luôn đó. Nếu mà giác đó con không nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nạn tai coi chừng con không thể thoát được đó quý vị. Thì á, con vẫn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, bình thản bước cái đồng cái ngồi vậy, không có gì chăng á. Rồi ở trong nhà mới chạy ra thì cái anh em, cái anh đi coi như là chạy cái con ở sau lưng đó nha, thì anh cũng thắng gấp luôn, bước cái đồng vậy đó, coi như là ba chiếc xe nằm ngổn ngang luôn. Thì ở trong mé lề ở trong nhà ta dòm ra, ta nói không biết mấy ông đạo này sống chết rồi, bởi vì đụng quá mạnh. Chắc đó mình kênh cái tai lợi, mà cái đó là trực giác thôi, nhưng mà nhờ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật cháu đụng vô rồi bắt đầu đứng lên, mà mai là sao có chiếc xe nào chứ. Ý cháu muốn nói ở đây là nạn tai cũng thoát, đụng một cái là khủng khiếp luôn đó, quất một cái đồng. Nếu là không có Nam Mô A Di Đà Phật chắc có lẽ hôm nay cháu không có cơ duyên, không có duyên mai mà gặp gỡ với cô bác bữa nay đâu. Mới đây cách đây chừng khoảng vài tháng thôi, nói vậy đó, con coi như là không còn gặp gỡ cái gì được. Nhưng mà nhờ có hành pháp môn tịnh độ, nói cho quý cô bác mình hãy tin trọn vẹn lời của đức thầy đi, hãy tin trọn vẹn thầy của chúng ta là Phật. Thầy á coi như là thiết qua cái pháp môn tịnh độ là nhắc nhở lại 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài có cái đại nguyện thứ 18 đó quý cô bác, có cái đại nguyện thứ 18 là gì? Nếu chúng sanh nào ở trong cái cảnh giới ta bà này đến giờ phút lâm chung nhớ niệm từ một niệm cho đến 10 niệm thì Ngài sẽ phóng hào quang và đồng thời tiếp dẫn chúng sanh đó về cảnh giới của Ngài. Nếu mà không được như vậy, Ngài nguyện chẳng sẽ ngự ngôi chánh giác. Quý cô bác mình thấy cái lời nguyện của Đức Phật không? Vậy làm sao mình không tin được quý vị? Quý cô bác mình ở đây có lòng tin không? Nam Mô Di Đà Phật, có lòng tin nghe, phải có lòng tin, không tin là không được. Mình là người tu tịnh độ phải tin, niệm Phật cầu giảng sanh đó, chỉ một kiếp tăng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi, đáng tu kiếp này nghe quý vị. Không có cái pháp nào mà dễ tu bằng Nam Mô Di Đà Phật, nhất là quý cô già già bây giờ cố gắng niệm thường xuyên nghe đó, đặng mình cầu giảng sanh, phải không? Cái đường quý cô nó còn ngắn lắm, là lúc này phải nhớ lòng sáu chữ nhớ không con hết. Còn mấy chị mà trẻ trẻ, mấy chị mà sòn sòn đó nghe, Út Đàn này nhắc quý vị à, bây giờ tối ngày ở nhà lo cho chồng cho con đó, là phụng sự, là coi như là nội trợ đó. Quý vị nhớ dùm, ví dụ mình lên á, mình cắt một cọng rau, hoặc giả mình lặt một cọng rau, hay là mình gọt một cái dưa leo hay trái cà, nhớ là Mô A Di Đà Phật cho đệ nghe. Quý vị mình có làm được không? Dễ hiểu ha. Hôm nay Út Đàn nhắc cho quý vị mình cố gắng tu tịnh độ, nói vậy nó dễ hiểu thôi. Vô á là sắc một cộng hành Nam Mô A Di Đà Phật, là cắt một cộng rau Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu em múc một giá canh lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm hoài cho để đi. Nếu quý vị nào mà thực hành được như vậy, chắc chắn trăm người trăm vạn sanh. Quý vị có tin không? Quý vị nào có tập được chưa? Nếu chưa tập chiếc này về cố gắng tập nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Chàng ơi dễ hiểu, tu khó gì đâu, có gì đâu mà khó, phải không anh Nghĩa? Vì chiếc này mình cũng ráng nghe nha, nhất là người ở phái nam của mình à. Cái pháp môn tịnh độ mình tu không có khó đâu quý vị. Út Đàn này trình bày tức là cái thực hành của mình trong cái đời thường của mình nó vậy đó, coi như là đi đứng nằm ngồi, đức thầy nói đó, niệm cho đến khi nhất tâm bất đoạn, thì chừng ấy vọng niệm của chúng sanh đã mất, thì lòng ham muốn và các tình dục mà còn đâu nãy sanh ra được. Vậy thì niệm là ở đây lúc nào cũng niệm quý cô bác à, lúc nào cũng niệm nha, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi tráng niệm chứ quên không, đợi gì thực các lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình niệm hoài như vậy đó thì tai nạn gì mà còn quý cô bác, lòng sáu chữ nhớ không có hết thì nạn tai cũng thoát như không à. Nhất là mấy anh đó, ta tỷ dụ mình á, quý vị nữ thì ta lo nội trợ, còn mấy anh thì gánh vác việc gia đình, lo việc đồng áng, làm những việc nặng nhọc. Mấy anh ra đồng đó, mấy anh cầm cây len nhớ cho đệ nghe, mấy anh ở sau nè, nếu mà hồi đó giờ mà tu tịnh độ mà ít hen giếng này về gắn tập nghe, cầm cái len mà sáng đất đó sáng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đệ nghe, mấy anh có làm được không? Dễ hiểu, có gì đâu là khó. Tất nhiên là mình tập cho nó quen á, hoặc giả là cầm cái dao chặt cọng cỏ Nam Mô A Di Đà Phật cho đệ, hạnh vậy rất dễ, đâu có gì đâu khó, phải không mấy chị? Phải không mấy cô? Không có gì là khó chẳng hả, nhưng mà cố gắng thực hành như vậy đi, trăm người trăm giải thoát.
Nếu quý cô bác mình, nếu mà hành được đi đứng nằm ngồi mà tráng niệm chớ quên hay không đợi gì thật khác đó, nếu mà không được giải thoát, đến giờ phút không được giải thoát đó, thì lúc đàn này con nói thiệt quý vị, bao nhiêu tội nghiệp này con dám lẫm cho quý cô bác. Con nói trên có trời giới có đất, nếu quý cô bác nào thực hành như vậy mà không được kết quả, không được giảng sanh, thì bao nhiêu tội chướng của quý cô bác mình con gánh chịu hết. Quý cô bác mình cố gắng hành đi, phải tin là thầy nói như vậy đó. Thầy nói là ước năm họ nhà mình có cánh đồng ai về cực lạc không đàn. Nếu mà mình không hành tịnh độ đi đứng nằm ngồi vậy thì làm sao mà ước ba về trăm họ coi như là đồng ai về cực lạc không đàn được quý vị. Mà sau này đó hết đến thời kỳ rồi đó, đức thầy là thuyết ba tràng pháp, tức là đến thời kỳ lâm qua đó, chuyện tràng pháp thứ nhất là độ được 96 ức người, tràng pháp thứ nhì là độ được 94 ức người, và tràng pháp thứ ba độ được 92 ức người. Quý cô bác mình có thấy giác đó ai về cực lạc một đàn không? Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay nếu con ở đây trình bày mà quý vị có lòng tin, sau này thầy trở lại thầy nói gấp vạn lần của đàn này, quý cô bác mình nhất tâm khai giải thoát sạch chân. Con tin chắc rằng hôm nay là cái buổi gieo duyên cùng quý vị, tức là nói về cái pháp môn tịnh độ rất dễ tu như vậy, để cho quý cô bác coi như là hàng ngày cố gắng thực hành nói vậy đó. Hồi đó giờ chắc chưa anh em nào mà trình bày với cái lối giống con nha. Con nói đời á coi như là tu dễ lắm, bình thường đơn giản, bởi vì mình áp dụng trong thực tế thôi. Quý cô cố gắng nhất, quý cô lớn lớn tuổi, mấy chú lớn lớn tuổi cố gắng nha, bởi vì tuổi đời mình nó còn gần lắm đó. Bởi vì là Diêm Vương báo tin cho mình nhiều lần rồi nha, gửi giấy nhiều lần rồi, mời mình mà chưa chịu đi, tức là thầy nói là để ma bệnh theo hầu bén gót đó, thần chết kia ôm hót bên mình, là mình á coi như là hiện giờ đó thầy cho biết là tuổi già nè, thân nè, yếu đa sọc cảm, cái tóc bạc mình gieo lắm rộn ràng, rồi biết được trần gian là mộng quyển, mới tử thần sửa soạn kéo vào quan, kéo vào quan quách biết bao người, cuộc sống xâm dày phỏng mấy mươi, rồi lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng giấy khóc hoa cười, có cái gì đâu vui sướng với cô ạ, phải không? Khóc hoa cười vì trong khi khổ cái mình khóc hả, rồi lúc nào vui được hồi lát gì đó cái mình cười, đó là cái thế gian thôi quý cô bác, đó là cái thế gian thôi. Nhưng mà tuồn đời chuốt ngót cho xong tiếng mấy cuộc thế trao dồi mượn có tắc hơi thôi, phải không quý vị? Chỉ có một tắc hơi thôi, nếu mà thở ra mà hít vào không được là xong rồi đối quý cô anh, phải không? Để ma bệnh theo hờ bén gót, thật chắc nghe ôm hót bên mình à. Cái đời nó vô thường lắm, mà hôm nay mình nhờ có được cái pháp môn tịnh độ ráng tu quý vị à, bỏ xác này có xác khác, bỏ xác này về cảnh giới cực lạc có liên quan quá thân, thân bằng vàng coi như là không hư không hoại, cuộc y thực thì muốn chi đủ thứ, ở đâu lộc nhọc nhằn lo việc sanh nhai, coi như là trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ, mưu cầu có tắc, coi như là cả thải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đáng đo, dứt ái ân mới quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt, giác đó không còn cái vụ mà sống khổ thương yêu nữa hay là ly biệt nữa, về đó làm tôi Phật tổ chí thành chí chân, tới chừng đó đỏ heo về hàng ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp để rồi chúng ta lãnh hội thêm, rồi đồng thời trở về cái cõi ta bà này để cứu giúp chúng sanh nữa quý vị. Vậy thì hôm nay tốt phước may duyên mình được nghe được cái pháp của Phật, tốt phước may duyên mình được hành cái pháp môn tịnh độ, và đồng thời tốt phước may duyên vào cho cái thời kỳ hạ quan cùng cuối này mà mình biết tu quý của bác quý dữ lắm quý luôn, theo cái nhận của cháu là gì đó, chưa có cái quý nào bằng phải là cái mình con người mình biết đạo quý vị. Quý cô bác mình có cảm nhận quý không? Nam mô A Di Đà Phật. Quý lắm. Ở đây nó thiệt con á, nhìn những cái gương mặt cô bác á, vào con đi chuyến đi này đó 2 ngày hoặc giả là 3 ngày, nhưng mà về quê hương của con đó nghe, con nhớ mãi là sao? Tức là cháu lên đây á, trình bày thời gian chỉ ngắn ngủi thôi, tức là không quá trên tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà quý vị rất là ủng hộ, rất nhiệt tình, coi như là rất là vui vẻ. Cái kỷ niệm này cháu chắc không thể quên được quý vị à. Nam mô A Di Đà Phật. Cháu không quên nữa. Vậy thì lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, rồi tới thì nạn tai cũng thoát như không,
Hồi nãy cháu nói cái tai nạn của cháu thôi, nhưng mà hôm nay cái người tu tịnh độ đó nha, sau này tai nạn hiện tại quý vị đã ví dụ cái duyên mình gieo trước cái nghiệp nặng đó, nhưng mà hôm nay quý cô bác thực hành qua pháp môn tịnh độ rồi, cái nghiệp nó trả bớt lại, trả nhưng mà trả bớt lại nghe, mình gieo 10 nhưng mà trả lận 1 hả quý cô bác, để cho mình tu, Phật để cho mình hành đạo, đâu có cái nghiệp không dám đến đòi. Đó, thầy nói là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Đó, thiền từ mới thầy rước lại nó bồng. Nếu quý cô bác mà thực hành qua pháp môn Nam Mô Di Đà Phật rồi đó, thì cái nghiệp chướng mình nó tan dần dần nha, tan dần dần, rồi từ từ nếu mà thực hành hoài như vậy thì nó mất luôn quý cô, nó mất luôn, nó không còn nữa. Nói gì đó, nhờ có coi như là Đức Phật A Di Đà hộ lực cho mình, nói vậy đó, phóng hào quang cho cái tâm của mình định, rồi nghiệp lực nó không dám đến đòi. Đến chừng nào mình tu trở lại đó, mình đền là cứu giúp chúng sanh đó, mình đền cái nghiệp lực đó quý vị. Nói vậy đó, chứ còn mà nếu mình không tu tịnh độ rồi, cái nghiệp nó còn mãi còn hoài. Cái giống ác mình đã gieo nhiều đời kiếp rồi nó, coi như mình không tu rồi lấy đâu mà trả quý vị. Đặt tỷ dụ, con nói đơn giản dễ hiểu thôi, mình biết gia đình mình không có của đi, rồi quý cô bác mình ăn không ngồi rồi mới mốt đói không nè, đói. Mô Di Đà Phật, biết nhà không có gì chơi mà không chịu làm nó đói 100% luôn đó. Quý vị mình có tin chắc vài bữa nữa đói không? Bởi vì biết trong nhà mình không còn tiền của, không còn tài sản chứ, mà không làm thì phải đói. Còn hôm nay đó, còn làm hay cố gắng làm, chắc chắn là không đói, chắc chắn là có cơm gạo ăn, phải không quý vị? Làm sao đói được? Điều này con nói con nhận không? Nam Mô Di Đà Phật. Còn các pháp môn tịnh độ gì đó, mình cầu giảng sanh mà mình không thực hành là Nam Mô Di Đà Phật, giống như mình biết mình á chỉ có cầu thôi, cũng như cái người mà coi như là biết đói mà không làm sao cho khỏi đói đó, thì cái chỗ đó vẫn đói mãi. Còn hôm nay mình cầu giảng sanh thì ở đây con khuyên quý cô bác mình nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con, và đồng thời mình cầu cho hết nghiệp thì ráng Nam Mô Di Đà Phật cho con nó mới hết nghiệp được, chứ mình cầu không mà mình không niệm rồi làm sao hết nghiệp, phải không? Là niệm chữ coi như là lòng sát chữ nhớ không có nghe, tức là niệm hoài nó mới hết nghiệp. Nói sao tôi đó giờ cũng hành tịnh độ, sao cái nghiệp tôi tới hoài. Nam Mô Di Đà Phật. Quý cô bác xét lại mình nghe, xét lại mình coi mình niệm tới chưa nghe, chứ đừng có trách thật trách rằng là lòng của Phật không từ bi không được. Quý cô bác mình xét lại cái lòng của mình có nhớ Nam Mô Di Đà Phật chưa. Thầy kêu là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt. Đặt tỷ dụ bây giờ nè, từ sáng cho đến chiều 12 tiếng mỗi ngày, nhưng mà hồi sáng giờ lo chuyện đâu đâu không à, nhớ niệm Phật hồi sáng giờ nó hết đâu à, giác này tới 90 giờ rồi mà hồi sáng giờ nhớ niệm đâu chừng 10 phút à. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy là có ngớt không quý cô á? Ngớt à, phải không quý vị? Nhớ cái kiểu này mà mình nói mình hết nghiệp sao được. Là thầy dạy lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tay cũng thoát như không. Tại vì pháp môn tịnh độ mình hành chưa đến nơi đến chốn quý cô á, phải không? Nó mới còn nghiệp, chứ còn niệm mà đến nơi đến chốn rồi đấy hen, lúc nào cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, con tin chắc rằng không một chị nào còn nghiệp hết. Niệm kia rồi nó tiêu luôn, rồi tà quỷ không dám lại luôn. Thì nó là niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Nhưng mà điều này lúc nào Đức Phật ở trên cảnh giới cực lạc cũng mong mọi chúng sanh là ở dưới cái cõi ta bà này nhớ hành của pháp môn tịnh độ để ngài cứu về đó mà an dưỡng. Nghĩa là thầy nhắc lại đó là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, Đức Phật A Di Đà nhìn hết nghe quý vị. Ở đây quý vị nào mà phát tâm tu tịnh độ ngài thấy hết đó. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Quý cô bác có thấy không? Đức Phật lúc nào cũng trông dòm ở cái cõi ta bà này, chúng sanh khổ đây mà có chúng sanh nào phát tâm niệm Phật không để ngài vớt về cảnh giới cực lạc. Ngài lúc nào cũng vậy đúng quý vị. A Di Đà nhìn sang khắp cõi đặng trông chờ mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Rồi hôm nay mình tu tịnh độ đó hen, ông vua Minh Vương của đất nước Việt Nam mình này, cũng nhìn nữa, coi mình là tu ra sao, niệm Phật ra sao. Đức Diêm Chúa mới yêu người hiền thảo. Quý cô bác mình, đây là lời của Đức Thầy nói nha. Đức Minh Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Quý cô bác mình thấy quý không? Trọng những ai biết niệm Di Đà. Hiện giờ mình cố gắng niệm Phật đi, sau này
vua của mình trở lại đây đất nước Việt Nam của mình đó, là ông những người biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật lắm quý vị à. Được, lại được gần bệ Ngọc Long Sa, tức là gần bên vua đó quý vị. Đây là mình không có cái nguyện về cực lạc á nha, mà niệm Phật gieo duyên với Đức Phật thì sau này được sống đời thượng nguyên, được gần bến là vua Minh Vương. Có vậy đó, coi chư bác mới tranh giành trong báo giác đó, quý biết dường nào quý cô bác. Vậy thì pháp môn tịnh độ là coi như là nói thiệt, mình bàn đến cái công đức vô lượng vô biên, không thể nào nói cho cùng cho hết được. Cháu lên đây á, chia sẻ chỉ có khoảng tiếng đồng hồ, không bao, không làm sao, không bao giờ mà nói cho hết những cái ý sâu màu trong đạo được quý cô bác. Vậy thì lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai. Hôm nay đó nha, cái chỗ nạn tai này đó, chú nhắn, mà cháu nhắn cho mạnh mạnh chút nữa, cái nạn tai ở đây đó mà Đức Phật nói đó, nếu mình hiện giờ mình tu tịnh độ đó, sau này cái nạn hiện tại vừa qua và đồng thời cái nạn vị lai sau này là mình cũng không có dính mắc quý cô bác. Mà cái nạn hiện tại hiện giờ, cái nạn nó nhỏ thôi quý vị, gọi là tiểu nạn đó. Nhưng mà cái nạn tai á, đại nạn sau này bả không có hết được quý vị à. Cái cảnh ta bà khổ này đó hết, sau những đến đúng cái thời kỳ rồi đó hen, là cái nạn mình tả không có hết được đâu quý vị. Gọi là tam tai bát nạn đó, tức là phong tai, thủy tai và quả tai đó. Coi như là phong tai, gió, nhà cửa không còn. Nhưng mà hiện giờ mình có chứng kiến vô quý cô bác, có rồi đó, có rồi. Đây là con nói lớp qua thôi à. Còn thủy tai đó, hiện giờ đó, có nhiều cái trận lụt đó quý cô bác, mình lụt hoặc giả là lũ đó, ở ngoài miền Trung đó, nhà cửa nó trôi hết đó. Nhưng mà bây giờ mới chỉ có một nơi, một cái địa điểm nào nhỏ thôi quý vị. Nhưng mà sau này đến cái thời kỳ rồi đó, thầy cho biết là tới kỳ trả quả mì xếp bao đó, tới chừng đó là tai nạn là khủng khiếp lắm quý vị à. Khủng khiếp lắm à, chứ không phải là nạn thường đâu. Rồi á, tới cái giai đoạn là quả tai đó, coi như là cái cảnh ở thế gian mình coi như là bị lửa đốt thiêu rụi hết quý vị à. Đức thầy cho biết là dòm lần trời lửa cháy liên miên, mới tiêu điều sản vật điền viên, coi như là sản vật điền viên ruộng vườn của mình cháy rụi hết còn gì quý cô bác. Đến cái tai nạn mà coi như là quả tai là không tả nổi đâu. Nhưng mà những cái tai nạn ở đây mình nói đó nha, bình thường này không bao giờ có, nhưng mà xảy ra chiến tranh đó quý vị, mình nó có hết quý vị à, có hết luôn đó. Hiện giờ mình đã thấy bệnh đó, coi như là ở bên Ukraine với là Nga đó, là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê rồi, Nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai quý vị. Mà hôm nay mình không tu tịnh độ đó, sau này thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai, có nghĩa là những tai nạn tới đây, tới đây, tới đây đó hen, nó kinh khủng lắm. Cái tai nạn mà dời non lấp biển, cái tai nạn mà long trời lỡ đất, cái tai nạn mà chúng sanh đó hen phải chịu đó, coi như là cái cảnh tan tóc, cái cảnh khổ đau, cái cảnh cha mẹ lìa nhau, cái cảnh mà người thân của mình ly tán đó, mà mình không có tu tịnh độ, đến cái tai nạn đó không có thoát khỏi quý cô bác à, thì nạn tai cũng thoát như không. Có nghĩa là ráng thực hành pháp môn tịnh độ đi, ráng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi, thì đến chừng đó đấy, người tu hành chậm rãi bước đi. Còn nói của các vị đó, dầu cho cái nạn nó đến cỡ nào, dầu cho thông phong tai, thủy tai, quả tai gì, dầu cho cái nạn mà Đức Phật nói là dùng phép màu lập lại thượng quân, nhưng mà Đức Phật không có bỏ người niệm Phật, Đức Phật không có bỏ hiền người hiền được quý cô bác. Điều này á, cháu nói với cô bác mình có tin không? Nam Mô Di Đà Phật. Nếu tin cho cháu thì chàng phá tay nữa ta. Nếu mà mình hành tịnh độ rồi, sau này là tai nạn đó mà không vượt qua, mình á, niệm Phật làm gì? Phải không? Phải tin 100%. Tức là cái người tu tịnh độ tin lời thầy nói là phải đúng 100%. Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai, dầu cho cái phong ba bảo tố sau này á, là cha mẹ lìa con gì không biết, cái hoàn cảnh tới đây thầy giới thiệu trong giáo lý rất nhiều à, cái cảnh khổ đó đó, nhưng mà gắng thực hành tịnh độ đi, nên chừng đó giai đoạn vượt qua hết quý cô bác à. Thì nạn tai cũng thoát như không à, có nghĩa là tai nạn đến cũng như không đến. Cái chỗ này là chứng minh cái điểm đó, đó. Thì nạn tai cũng thoát, thoát có nghĩa là vượt khỏi à, tức là những cái tai nạn đến với mình mà mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật thì không bao giờ là cái nghiệp nó đòi mình quý cô bác à.
vậy thì nạn tai cũng thoát nghiệp không, nó gì yếu khó gì đâu. Vậy là cố gắng hành tịnh độ nghe, cố gắng Nam Mô Di Đà Phật nghe quý vị. Quý vị mình chuyến này về cố gắng thực hành ở đàn này vui lắm đó. Quý vị mà niệm làm sao mà cháo xuống một lần nữa đó nghe. Mặt của quý vị nào cũng tươi gói hả chơi, cũng vui vẻ hả chơi á. Bởi vì cái người hành tịnh độ lúc nào cũng gương mặt vui vẻ lắm quý vị. Là nhờ cái oai lực của Đức Phật A Di Đà hộ trì cho mình, ai cũng đều là coi như là mặt vui tươi đó, nó vậy đó. Nhưng mà chuyến này đó nghe, mà không hành tịnh độ đó, con nói với cô bác mình đó, giống như mà cái nồi cơm quý vị mà bắt lên đó, mà quý vị nhắc xuống liền đó, thì không bao giờ cơm mà được chín được mà mình không bao giờ dùng được. Vậy thì hôm nay cái pháp môn tịnh độ mình phải cố gắng từ đầu cho đến cuối, lúc nào phải nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Dí nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống mới bao giờ chín cơm. Quý cô bác mình nghĩ có chín cơm được không? Không. Rồi mục đích chỉ sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà. Chỉ là một niệm Di Đà để nhờ Phật trước mới sang qua điên đài. Có thật cảm Phật Ngài mới ứng. Có thật cảm có nghĩa là thật cái lòng của mình là Phật mới cảm ứng được quý cô bác. Có thật cảm Phật Ngài mới ứng, còn niệm lơ là mấy Phật chứng vào đâu. Niệm lơ là niệm sao quý vị? Theo như quý cô bác anh chị em mình biết ở đây chắc biết là chơi cái kiểu niệm lơ là rồi chứ. Niệm lơ là có nghĩa là sáng niệm một niệm mới nghe, rồi tới chiều niệm niệm, rồi là tối mới niệm niệm, là niệm cái kiểu này là niệm lơ là phải không quý vị? Hả? Niệm lơ là Phật chứng vào đâu, là bữa nay niệm niệm mới niệm niệm, hoặc giả là thương thai cho kẻ ở đời quanh năm chẳng niệm mà Phật trời một câu, niệm này phải niệm lơ là không quý vị? Quanh năm mà niệm không có niệm một câu nữa rồi niệm lơ là không quý vị? Mình thấy niệm này niệm lơ là không? Nam Mô A Di Đà Phật niệm lơ là. Vậy thì niệm lơ là Phật chứng vào đâu, với người đã rớt sông sâu không cần kêu cứu. Có nghĩa mình niệm Phật vậy mình đâu có cần Đức Phật cứu mình đâu, không cần kêu cứu mấy ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng biết béo đâu chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên chúng sanh muốn Phật chết lên đó, cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài. Nếu mình muốn Phật chết lên có nghĩa là từ cái cõi này mà chết về cái cảnh giới cực lạc, thì quý cô bác mình coi như là mục đích chỉ sớm hơn niệm Phật giùm cho con, tức là lòng sáu chữ nhớ không cho có ngớ giùm cho con nghe quý vị. Nói vậy đó, nói vậy đó là nó phải có kết quả hết được chứ, mà còn niệm lơ là thì Phật chứng vào đâu, chết luôn đó quý vị à. Cái công trình của mình phí uổng, coi như là bỏ kiếp này uổng lắm. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ là phải tin sâu, phải tin sâu và đồng thời nguyện thiết đó, là tha thiết nguyện cầu Đức Phật cứu mình. Và hành chuyên có nghĩa là lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì tin chắc rằng dầu cho nghiệp lực đến cỡ nào, dầu cho tam tai bát nạn, dầu cho cái nhân quả mình gieo đời nhiều đời kiếp nó tích lũy nhiều đời mà mình niệm hoài thuần thục, thì cái nghiệp lực nó cũng hết, là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ cháu mới trình có câu một anh mừng ảnh nói còn có 10 phút nữa anh. Nam Mô A Di Đà Phật, nãy giờ mới có câu đầu hả? Bây giờ đó, cái mà ăn bài nãy giờ cháu đi hơi dài quá, 4 câu lận, nhưng mà mới trình bày có câu thì nạn tai cũng thoát như không, có nghĩa là những tai nạn tới đây dầu cho thầy giới thiệu nó cỡ nào, thiên cơ biến chuyển gì đó, nhưng mà mình ráng tu tịnh độ thì con tin chắc rằng tất cả quý cô bác và hầu hết anh chị em mình thực thi đó đều vượt qua được hết. Lúc nào cũng con có lòng tin như vậy, vì lẽ đó con cố gắng hành pháp môn tịnh độ niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà hộ trì cho mình vượt qua những cái nạn tai hiện giờ và đồng thời những cái nạn tai sắp tới đây. Rồi khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Ở đây con đoàn thêm coi như là chút nữa cho quý cô bác mình thấy. Vì cái chủ nhân ông đó là nhân ông là gì? Có nghĩa là cái chủ của mỗi người, mỗi chúng sanh ở trong cái tâm của mình ai cũng đều có chủ nhân ông hết á. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng. Cái điều này đó
cái chủ nhân ông là gì? Ở đây chủ nhân ông là Đức Phật, nói là cái Phật tánh của mình. Có nghĩa là ai ai đều có tánh Phật, ai ai đều có tâm từ bi, ai ai đều có giống như Đức Phật vậy. Vì điều này Đức Thầy cho biết là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh mới vọng tưởng dạy tà, nó quay lộn với ta bà khỏi khổ. Vì cái chỗ vô minh, cái chỗ mình không nhận được Phật tánh, vì lẽ đó Đức Thầy kêu ráng niệm niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy cái vọng niệm của chúng sanh đã dứt. Thì đến chỗ mà quý cô bác niệm niệm, mà ở đây niệm niệm là gì? Cái niệm có nghĩa là tưởng nhớ Đức Phật, mà cái niệm ở đây á là niệm trong tâm thôi, Đức Thầy dạy đó quý cô bác. Có nghĩa là đem Phật vào lòng, mà điều này Đức Thầy cho biết là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Có nghĩa là từ xưa đến nay mình tu á, coi như là mình niệm ở ngoài không có gì. Có nghĩa là tới giờ cúng mình niệm, hoặc giả là tới khi tai nạn mình niệm. Cái này chưa đem vào trong tâm nghe quý cô bác. Mà cái niệm niệm, mà niệm cho thấy được cái chủ nhân ông mình niệm đó, tức là phải niệm coi như là cái tâm của mình niệm. Cái chỗ này con nói nó hơi sâu sắc chút nha. Có nghĩa là cái lòng mình tưởng nhớ Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà không ra tiếng quý vị. Đức Thầy dạy là niệm Phật, chỉ niệm trong tâm quý cô bác mình về cố gắng thực hành đi. Coi như là không cần niệm ra tiếng, nhưng mà lúc đầu niệm khó nghe quý vị. Rồi đến khi quý cô bác mình tập dần, ngày tháng quý cô bác mình thường tập như vậy rồi, quý cô bác mình không cần phải niệm ra tiếng, mà trong lòng quý cô bác mình tự niệm. Có nghĩa là lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cái tâm mình nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không cần phải thốt ra tiếng. Đó là chủ nhân ông niệm. Chỗ này con bàn ở đây đó, tức là ai mê tâm nghe qua không phụng, ráng suy tầm mới đặng mở tánh linh. Bởi vì mỗi chúng sanh của mình ai cũng đều có tánh Phật hết, nhưng mà hồi xưa đến giờ mình không thấy được cái Phật tánh của mình. Coi liền các chúng sanh đều có hết, nhưng mà hôm nay quý cô bác thực thi đi, niệm cái phương pháp niệm Phật trong tâm đó, là trong khi quý vị mà niệm á, là phải nhớ rõ Nam Mô A Di Đà Phật, là cái tâm mình nghĩ sáu chữ Di Đà, coi như là từng chữ một vậy đó. Mà đến khi quý cô bác mình tập mà cho thuần thục đó, mỗi lần mình khởi niệm đều nhớ rõ Nam Mô A Di Đà Phật đó, là giá có chủ nhân ông niệm, là tìm lại cái bản tâm thanh tịnh của mình, muôn cái sự nghiệp duyên của cõi trần này quý cô bác mình coi như là bỏ qua hết, không bao giờ coi như là động gì tới hết. Còn quý cô bác mình tập mà niệm coi như là niệm ra tiếng, hoặc giả là niệm ở ngoài nghe, thì giá có cái tai mình nghe. Có khi quý cô bác niệm mà trong lòng quý cô bác không nhớ là biết cái đó mình làm gì nữa. Quý cô bác mình có vậy không? Nam Mô Di Đà Phật. Có khi mình Nam Mô Di Đà Phật chứ mình không biết mình làm gì nữa. Không à, con có gặp tình trạng này nghe. Còn mà nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý cô bác niệm ở trong tâm đó, nghe từng chữ một đó, thì chắc đó mày thấy cái tâm thanh tịnh của mình. Chắc đó mà quên nhớ cái chuyện khác rồi là rồi, chắc này mình đâu có nhớ trong lòng niệm Phật đâu. Quý cô bác mà tập thường xuyên gì đó, vì lẽ đó Đức Thầy nó khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Còn ẩn lánh có nghĩa là tất cả mọi người ai cũng có chủ nhân ông hết, nhưng mà ẩn ở trong cái lòng của mình không thấy được, gọi là còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng mà hồi xưa mình niệm cái thế trần quá nhiều, cái vọng niệm mình quá nhiều, thành thử đó là không thấy được Phật tánh của mình. Vì điều này Đức Thầy cho biết là màn vô minh che mờ tâm trí, nên thường hay nhận bị làm trơ. Có nghĩa là bị cái vô minh nó che mờ cái căn trí của mình, thành thử mình không thấy được cái tánh Phật của mình. Vì lẽ đó Đức Thầy muốn dạy cho mình niệm Phật để niệm trong tâm đó hen, là muốn cho mình thấy được chủ nhân ông quý cô bác. Nhưng mà hôm nay phương pháp đó nơi cao, cố gắng thực hành tráng tập dữ lắm mới được nghe quý vị. Cái chỗ này con bàn thì nó hơi sâu à, cái chỗ này khó tìm lắm. Bởi vì tập niệm mà không ra tiếng, mà tập niệm về tâm không phải là dễ. Nhưng mà cái chỗ này con nhắc cho quý cô bác mình đó, cái phương pháp niệm Phật ở đây đó, thường thường đó, quý cô bác niệm trong khi quý cô bác thức thôi nha, là quý cô bác mình á là có niệm, nhưng mà đến khi quý cô bác mình ngủ là quý cô bác mình chưa thấy niệm.
Nhưng mà quý cô bác mà niệm trong tâm rồi đó, con nói tất cả mọi người đây thực hành đều được hết. Nếu mà quý cô bác mà niệm trong tâm, niệm thường xuyên hoài, đến khi quý vị đó hen, là trong giấc ngủ quý vị cũng vẫn thấy mình niệm Phật luôn. Thấy mình niệm Phật luôn, như vậy đó. Quý cô bác mình có ai mà thấy được cái giấc mộng đẹp này chưa ạ? Có thấy cái giấc mộng vàng này chưa? Có thấy khi nào mình đang ngủ mà thấy mình niệm Phật không? Nam mô Di Đà Phật, con hỏi thật nghe, quý vị nào có thấy không? Chắc là có rồi đó, chứ không phải là không đâu. Nam mô Di Đà Phật, tức là mình tập thường ngoài rồi á, là biết mình á, thuần thục trong tâm rồi, mình thấy mình ngủ cũng vẫn niệm Nam mô Di Đà Phật quý vị. Nhưng mà có một cái nè, cái này khó tập nữa nè. Quý cô bác mình đã để ý khó tập lắm. Nhất là cái ngủ mà vừa thức. Bây giờ cái ngủ vừa thức đó, tất cả mọi người ở đây nha, con nói chung hết nha. Quý cô bác mình vừa thức, có ai nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật không? Vừa thức nhất là con mắt vừa mở ra là có nhớ Nam Mô Di Đà Phật không? Nếu quý cô bác nào mà nhớ được vậy là quý lắm đó. Còn nếu chưa nhớ được vậy tập giùm cho con. Chứ không thôi là ngủ rồi nhớ cái Nam Mô Di Đà, không có nhớ Nam Mô Di Đà Phật mà mơi này đó. Không biết á, cái miếng lúa của mình xả ngoài nó chống lỗ quá nhiều rồi, dặm chừng nào rồi mới nhớ cái đó đó quý vị. Hoặc giả là vừa thức giấc rồi cái nhớ cái đám dỗ á, là chị Năm ở đằng sớm mới mời đó, không thôi quên á, mất rồi á, là mất lòng chị, không nhớ niệm Phật thì giấc đó là nhớ niệm chúng sanh đó quý vị. Vậy thì đâu phải là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt đâu. Vậy thì hôm nay mình ráng tập nghe, ngủ dầu cho là 3 tiếng 5 tiếng thì chẳng vậy mà miệng thớt chát nhớ Nam Mô Di Đà Phật cho con là quý lắm đó. Nếu mà tập được vậy thì cái pháp môn tịnh độ quý cô bác mãi là đi đến cái chỗ kết quả mỹ mãn. Vậy thì ở đây cháu lên đây ban tổ chức sắp xếp cho cháu gặp gỡ chỉ vài mươi phút thôi, coi như là cái sự đạo đức chia sẻ đôi điều, cái sự kinh nghiệm trong đời tu của cháu. Nhưng mà hôm nay cũng hội ngộ một cái duyên lành rất sâu đậm, cháu mãi đến gặp gỡ cùng toàn thể của bác là một cái nhân duyên lành này, một cái công đức mà của quý cô bác hỗ trợ về cái sự gặp gỡ của mấy cháu đây, đó là một cái công đức vô lượng, một cái công đức vô biên. Thì ở đây cháu cũng xin tán dương cái tinh thần cao thượng của toàn thể của bác ủng hộ cho cháu lên đây gặp gỡ vài mươi phút này. Và cháu cũng không quên, trước khi cháu dứt lời, cũng nguyện đến mười phương chư Phật để coi như là đồng gia trì hộ lực cho toàn thể của bác trên bước đường tu vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và niệm Phật nhiều hơn, để sau đến ngày coi như là Long Hoa Đại Hội được diện kiến thầy tổ và đồng thời được đồng giảng sanh cực lạc. Thì đến đây cháu cũng xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.